Mới đây, một số ngân hàng tại Việt Nam đã bắt đầu gửi thông báo đến khách hàng về việc sẽ ngừng hỗ trợ các thẻ từ ATM. Cụ thể, theo lộ trình đề ra đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, toàn bộ thẻ thanh toán đang lưu hành của các tổ chức phát hành thẻ Việt Nam sẽ phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở của thẻ chip nội địa. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm sau, thẻ ATM bằng từ sẽ không được chấp nhận tại các điểm giao dịch trên toàn quốc. Đây là quy định theo thông tư 41 năm 2018 của Ngân hàng Nhà nước. Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2021, để tăng tính bảo mật cho khách hàng sử dụng thẻ ATM, các ngân hàng đã dừng phát hành thẻ ATM cũ và thay thế hoàn toàn bằng thẻ chip mới. Khách hàng còn đang sử dụng thẻ từ cần nhanh chóng chuyển đổi sang thẻ chip trong thời gian sớm nhất để các giao dịch không bị gián đoạn. Thẻ chip mới sẽ chứa những công nghệ bảo mật hơn để đảm bảo quyền lợi cho người dùng. Bên cạnh đó, thẻ chip còn có thêm chức năng thanh toán không tiếp xúc, vừa tạo thuận lợi cho khách hàng khi sử dụng, vừa đảm bảo an toàn cho tài khoản cá nhân khi gặp phải những trường hợp mất thẻ, lộ thông tin người dùng.